thời đi học, không ít người trong chúng ta rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở mỉm cười khi công cụ học tập cứ đột nhiên nhiên bật tâm một cách kỳ lạ theo cách không cánh mà bay. Đồ dùng bị mất nhiều nhất có lẽ là bút bi. Dù chúng ta có mua cả tá thì sau vài buổi học, y như rằng chỉ còn đọc một chiếc. Nhiều bạn học sinh thậm chí còn dán tên, đánh dấu vào hộp bút, sách vở nhưng tình trạng bật tâm vẫn tiếp diễn. Có lẽ đã rơi vào tình cảnh này quá nhiều lần nên một cậu bạn trung học đã có cách phòng chống cực kỳ lầy lội, khó đỡ. Mới đây trên một hội nhóm Facebook có hơn 1,6 triệu thành viên đã đăng tải bức ảnh cực kỳ hài hước. Cụ thể, cậu bạn trong ảnh được cô giáo gọi lên bảng làm bài tập. Sợ trong khoảng thời gian mình đi vắng, đồ đạc sẽ không cánh mà bay nên cậu bạn chú ý mang hết tài sản cá nhân theo cùng, bao gồm cả cặp sách, mũ bảo hiểm, dép. Nếu như không phải ở trong lớp học mà là đang đứng ở một bến xe nào đó thì chắc hẳn không ít người sẽ nhầm tưởng cậu bạn đang khăn gói về quê ăn Tết. Khoảnh khắc hài hước này ngay sau khi được đăng tải đã gây bùng nổ mạng buôn bản hội và chiếm được đến 34.000 lượt like, 1.000 bình luận và hơn 1,4.000 lượt chia sẻ. Nhiều bạn học sinh hài hước bình luận. Khi bạn mất quá nhiều đồ và cái kết. Mất bút đã là gì, mình quay đi quay lại mất cả cái ghế đây này. Mai lên bảng kéo mình cũng phải làm như này. Lên bảng viết ba dòng, về chỗ còn đúng cái giỏ bút bi. Ảnh chụp màn hình. Không biết cách phòng chống lầy lội này có giúp cậu bạn chặn lại được tình trạng mất đồ không? Nhưng thật sự về độ lắm chiêu thì đúng là không ai qua mặt được học trò ngày nay.